Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình có qua thành phố Bắc Linh. Bắc Linh là một thành phố trực thuộc của tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trụ sở Ủy ban Nhân dân là 217 Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa. Phân chia hành chính là 19 phường, được thành lập 26 tháng 1 năm 2006 và đô thị là loại 1 và năm công nhận là năm 2017. Với diện tích là 82,64 km², dân số năm 2017 là tổng cộng là 520.244 người, mật độ là 6.295 người trên km², dân tộc chủ yếu là người Kinh. Thành phố Bắc Linh có vị trí địa lý là phía tây giáp huyện Yên Phong, phía đông giáp huyện Quế Võ, phía nam giáp huyện Tiên Du, phía bắc giáp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thành phố Bắc Ninh nằm ở phía nam sông Cầu, phía đông bắc của tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm Hà Nội 30 km về phía nam. Cách thành phố Bắc Giang 20 km về phía bắc, có diện tích là 82,6 km², là đầu mối quan trọng giữa Hà Nội và các tỉnh phía bắc trên hành lang kinh tế Việt Nam. Trung Quốc nằm trong tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thành phố Bắc Ninh có 19 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 19 phường: Đại Phúc, Đáp Cầu, Hạp Lĩnh, Hòa Long, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Kim Chân, Kinh Bắc, Nam Sơn, Ninh Xá, Phong Khê, Suối Hoa, Tiền An, Thị Cầu, Vạn An, Vân Dương, Vệ An, Võ Cường, Vũ Ninh. Hiện nay thì Bắc Ninh là một trong 7 thành phố thuộc tỉnh không có xã trực thuộc, cùng với Dĩ An, Đông Hà, Huế, Thủ Dầu Một, Sóc Trăng và Vĩnh Long.